Vâng, cảm ơn Đô, xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá cho các bác một mẫu vang cơ cao cấp nhất của hãng DB Autic, mã hiệu là DBK10 Pro. Khi nói đến K10 Pro thì nó là sản phẩm mà em đã bán cũng như tại hãng đã bán trong vòng 2 năm qua của ba anh em. Nhưng tại sao đây là nói là phiên bản cao nhất và mới nhất? Thì báo cáo bác, phiên bản này là thích hợp điều khiển đúng nhá, một điều khiển các bác nhìn mắt đèn đây này. Đây là phiên bản 2022 phục vụ các anh em vì nó vừa về hàng. Và báo cáo bác thì đối với phiên bản này thì bên nhà hãng đang sử dụng gồm phiên bản mặt màu vàng đồng và phiên bản mặt màu đen để cho bác dễ phối ghép với những bộ dàn. Tất cả mặt đằng trước bác có thể nhìn thấy đây, nó mặt đằng trước và mặt phay nhôm cắt CNC liền khối. Đây là dòng vang mà thực ra đến hiện tại mà em đang rất tâm đắc, đó là về chất âm, và cái thứ hai nữa là về giá thành, và thứ ba nữa là độ ổn định nó cao, và mẫu mã nữa, với cái cuối cùng nữa đầy đủ tính năng các nhá. Đấy, em có xoay một vòng các bác xem. Đấy, có hai phiên bản màu em cũng quay để cho anh em cũng như các bác cùng ngắm và chiêm ngưỡng để mình phối ghép những bộ dàn nào nó hợp lý với thiết kế màu vàng đồng, hoặc là các bác nào với bộ dàn màu sáng sáng thì các bác lấy màu vàng đồng, còn trường hợp màu tối màu đen thì các bác lấy phiên bản vang màu đen để cho nó cùng đồng bộ. Đối dòng sản phẩm của DB thì em cũng rất là tâm đắc, đó là cái sự thiết kế chung, không phải riêng gì mẫu vang này mà thiết kế chung cho tất cả sản phẩm của DB, đó là trau chuốt, đó là sự trau chuốt của từ nhà máy, rồi từ bên nhà hãng, đó là sự tinh tế từ cái lút này, bác nhìn nhé, đó tất cả lùm nó bằng nhôm hết nhá, rất là xịn sò luôn đấy. Và nói đến dòng vang cơ cao cấp thì đây là mẫu vang cao nhất của nhà hãng. Vang cơ sinh ra để phục vụ cho những bác nào mới chơi, cho những bác nào đang nâng cấp, cho những bác nào đã có bộ dàn rồi mà trước đây mua những con vang kém hơn thì nay có thể nâng cấp lên những sản phẩm vang cơ cao cấp hơn, hoặc những bác nào mới chơi chưa gọi là chưa tìm hiểu nhiều mà chưa phải mua hẳn bộ combo bộ dàn thì bác có thể phối kép để về, bác có thể dễ tinh chỉnh và dễ làm chủ các nhá. Vì sao như vậy? Vì tất cả những mẫu vang cơ này đều chỉnh bằng tay hết các nhá, cơ cũng như chỉnh bằng tay. Bác có thể nhìn thấy đây, có thể rất dễ tinh chỉnh gồm các chế độ như là delay, repeat, reverb của phần đường mic cũng như là phần lưng tiếng. Với con vang này tích hợp rất nhiều tính năng, em vừa nói sơ qua để các bác cùng nắm được. Thứ nhất là tính năng, đây các bác nhìn đằng sau, đó là gồm tính năng cái cần phần input đây nhá, là chuyển đổi các cổng. Thì đằng để tính năng đầu tiên em muốn nhấn đến đó là Bluetooth, đó. Tính năng thứ hai là cổng quang, đó. Tính năng thứ ba nữa là có hai cổng aux vào, có nhá, có đến hai tín hiệu vào đây, aux một, aux hai, đó. Và cái thứ ba nữa đó là sử dụng tính năng cuối cùng, đó là cổng USB, Bluetooth cổng quang USB. Và cuối cùng nữa mà em muốn nhấn đến đó là đây là mẫu vang cơ nhưng tích hợp reverb và lưng tiếng để các bác có thể là dễ là phối ghép gần như là gọi là 2 trong 1, và cái thứ hai nó tương đương với một con vang số ở phân khúc tầm trung hoặc là bán cao cấp anh nhá. Con vang cơ thì tính năng nó tương đương với một con vang số ở phân khúc tầm trung và bán cao cấp, nhưng cái điều quan trọng là các bác có thể dễ làm chủng được. Và cái thứ hai là có hai phiên bản mới nhất mà em muốn review các bác. Trước đây các bác mua những phiên bản này thì nó sẽ không có cái điều khiển. Đây, hộp em nó đây các nhá. Đây, mở không biết các bạn này để điều khiển đâu rồi. Đây, hộp em nó đây. Bên trong sẽ có điều khiển nhé. Điều khiển này rất dễ tinh chỉnh, các này gồm là tăng giảm âm lượng này, lách bài này, đấy, rồi input là chuyển đổi, vụ như tôi bác từ xa bác cắm chuyển quang hay cắm chuyển đổi cổng nào thì input này, EQ này, EQ là phần nhạc các nhá, tăng giảm EQ này, đấy. Rất dễ tinh chỉnh luôn, một cái điều khiển cũng rất là xịn sò. Và điều quan trọng nữa, đây là sản phẩm hàng mới tinh, được bên đơn vị em bảo hành đến 2 năm cho các bác cũng anh em. Và hai cơ sở bên mình là 364 Quang Trung Hải Hồng Hà Nội và 48B cư xá Ba Điểm quốc lộ 22 Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh, cách bến xe An Sương 500m cùng chiều bến xe An Sương, luôn sẵn hàng đối với sản phẩm của DB Autic hay những sản phẩm của các hãng khác như TD, PS hay Adly hoặc là AAP, luôn sẵn hàng cho anh em với sản phẩm vang, mic, micro, đẩy. Ngoài ra thì tại cơ sở Sài Gòn thì em nói rồi, sẽ phấn đấu là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sẽ là cung cấp vào đó những sản phẩm hàng bãi, loa bãi
loa bãi chất lượng nhất để phục vụ các anh em trong miền Nam với những sản phẩm loa xịn sò chất lượng. Thì ngoài những loa bãi thì em vẫn bán loa mới hay những thiết bị dàn mới, vì bên em là một kênh bán đa dạng các sản phẩm âm thanh các bác nhé. Thì điểm nhấn của con vang này thì em review sơ lược qua, đó là chính là sử dụng màn hình lớn các nhé. Sử dụng màn hình lớn, nó thiết kế hai cổng mic phía trước để bác cơ động nhất, và có tính năng chống hú các nhé. Chống hú FBX đây, nó hiển thị rất rõ ràng các bác này. Cái center là lưng tiếng các nhé, liên quan tất cả liên quan đường mic nó kẻ vạch rất rõ ràng luôn. Và đằng sau của nó tín hiệu ra của nó, tất cả chân nó là mạng, tất cả bằng đồng. Anh một số anh em bán thương hiệu cái gọi là bằng vàng, nhưng thực ra là vàng bằng đồng các nhé. Bằng đồng bán dẫn nó rất là tốt luôn, tất cả chân nó luôn rất là đẹp luôn, và được bảo hành đến 25. Đây là sản phẩm chính hãng nhập khẩu các nhé, chính hãng nhập khẩu. Bình thường các đơn vị khác bảo hành chỉ bảo hành 1 năm thôi, thì đơn vị em bảo hành đến 2 năm. Thì sản phẩm chính hãng thì nó sẽ bao gồm tem kích hoạt, bao gồm tem. Vì đây là sản phẩm vang, nó tích tụ ở đây nó rất nhiều tính năng, cũng như là tích tụ đó là sử dụng linh kiện, tất cả linh kiện nhập khẩu từ linh kiện của Mỹ, linh kiện của Nhật hay linh kiện của Hàn các nhé. Và lắp ráp thì tại Trung Quốc các nhé. Với thì âm thanh thì lắp ráp gần như bây giờ 99% tại Trung Quốc rồi các nhé. Quan trọng là mình mua những sản phẩm chất lượng đã được nhiều đơn vị đại lý bán và đã khẳng định trong thời gian qua. Các bác khách hàng là người tin dùng, các bác hãy có sự nhìn nhận và các bác xem, các bác biết đúng không ạ? Và một cái đặc điểm nữa thì đây là sản phẩm mà em nói thật là đánh giá là ở phân khúc tầm tiền, và bên hiện tại bên Hiếu Minh đang bán cái mức giá cực kỳ tốt. Ngoài ra nữa cũng là có cái chính sách là nâng cấp đổi các cho anh em. Những trước đây các bác có thể sử dụng chiếc vang cơ thông thường mà ở phân khúc hơn triệu thôi, tiếng nó chưa được ưng ý, thì nay các bác có nhu cầu mới có thể đổi các, có nhu cầu mua trực tiếp hoặc có nhu cầu mua để phối ghép bộ dàn thì liên hệ em qua hai số online đây, ba số online đây nhé. Ba số này thì một cửa số tại cơ sở miền Nam và hai số tại cơ sở miền Bắc. Anh em có nhu cầu hoặc đến tại cơ sở bên em là 364 Quang Trung ở Đồng Lộ hoặc 48B cư xá Ba Điểm, quốc lộ 2 Hóc Môn Hồ Chí Minh, để có thể mua sắm cho mình những sản phẩm chất lượng âm thanh bảo hành dài. Và clip của Hiếu Minh đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bác xem ủng hộ video của mình, vì những sản phẩm này em đã có rất nhiều các bài test rồi, nhưng hôm nay là muốn là khoe hàng cũng như báo cáo bác là hàng về tại đơn vị Hiếu Minh Auto tại hai cơ sở. Thực ra nó về từ cách đây được mà hơn tuần rồi, nhưng vì công việc thời lượng việc nó nhiều quá, đến ngày hôm nay em review để các bác cũng biết với hai phiên bản này, để các bác có nhu cầu mua sắm Tết thì nhanh tay liên hệ đơn vị em nhé. Và clip của Hiếu Minh xin thân ái chào tạm biệt từ các bác nhé.